Cô xin chào các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con kỹ năng nặn ngôi nhà. Để nặn được ngôi nhà, bước 1, xoay tròn để tạo 4 khối tròn màu xanh và 2 khối tròn màu đỏ. Bước 2, lăn dài để tạo các khối hình que. Bước 3, ghép thành hình vuông màu xanh. Bước 4, gắn mái nhà để hoàn thiện ngôi nhà.